Hôm nay Minh Toàn xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng Minh Toàn đi khám phá cái phố Trần Duy Hưng. Hiện giờ chúng ta đang đi trên đường Trần Duy Hưng, một trong những con đường được mệnh danh là phố đèn đỏ của thủ đô Hà Nội. Đấy, quý vị và các bạn thấy không? Rất là nhiều em. Và trên phố Trần Duy Hưng này thì khi mà chúng ta lưu thông thì sẽ có một số cái nam thanh niên ra và sẽ hỏi các bạn là chúng ta có đi giải trí hay không. Và Minh Toàn đi từng này giờ cũng bắt gặp khoảng gần chục người hỏi ra. Khi các bạn nam mà tìm những cái điểm giải trí thì chúng ta tìm những cái điểm vui chơi giải trí ở đường Trần Duy Hưng thì chúng ta nên vào trong ngõ, còn ở ngoài mặt đường này thì rất là ít. Đây, chúng ta hãy vào những ngõ như thế này. Đây, chẳng hạn như thế này nữa. Đây. Bây giờ Minh Toàn sẽ vào một cái ngõ để khám phá nhé. Như các bạn cũng thấy là các nhà nghỉ ở trong các ngõ này rất là nhiều.
Và khi mà các bạn lên phố Trần Duy Hưng thì chúng ta hay vào trong các ngõ thôi. Chứ ở phía bên ngoài là không có đâu các bạn ạ. Và khi mà chúng ta lưu thông ở trên đường Trần Duy Hưng xong, ta cũng có thể rẽ vào cái đường gọi là đường Hoàng Đạo Thúy. Khi mà chúng ta lên khám phá ở đường Trần Duy Hưng thì các bạn cũng có thể là vào các ngõ ngách của đường Trần Duy Hưng để chúng ta khám phá. Chứ còn nếu mà chúng ta mà đi ở ngoài đường Trần Duy Hưng thì cũng không có gì là nổi bật, mà vào trong các cái ngõ đấy thì các cái nhà nghỉ hoặc là những cái nhà đèn mờ thì chúng ta vào đấy sẽ có những toàn nghĩ chắc là sẽ có những cái dịch vụ mà dành cho các bạn quan tâm. Và đây là chúng ta đang lưu thông trên đường Hoàng Đạo Thúy.